Đoàn công tác của tỉnh ủy do ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến làm việc với huyện Vũng Liêm về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Báo cáo của huyện Vũng Liêm cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác trang trí khánh tiết trên các tuyến đường và các khu vực trung tâm đã thực hiện cơ bản. Các công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt như đường Rạch Trúc, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiếu Tự, công viên Vũng Liêm, đường vào xã Trung Hiệp, nghĩa trang liệt sĩ huyện cũng đã cơ bản hoàn thành và sẽ tổ chức lễ khánh thành theo kế hoạch. Các hoạt động văn hóa văn nghệ hội chợ cũng được triển khai thực hiện đúng tiến độ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nhiều phương án để triển khai thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện, đồng thời lưu ý huyện cần nỗ lực hơn để thực hiện các công việc còn lại, đặc biệt là thực hiện tốt công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, triển khai thực hiện thật tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.